Cây hồ tiêu được xem là cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Nông nên được người nông dân nơi đây ví như là vàng đen. Thế nhưng mà hiện nay thì vàng đen đang không có người lượm. Tiêu dụng đầy gốc do là đã đến thời vụ thu hoạch nhưng mà hiện tại lại xảy ra tình trạng thiếu nhân công cục bộ. Nhiều gia đình các năm trước thuê 7-8 công nhân cho vụ thu hoạch thì nay cố gắng lắm cũng chỉ được 2. Chưa kể giá thuê cũng tăng cao. Nguyên do là vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Những năm gần đây vào vụ tiêu thì Đắk Nông đón lượng lớn nhân công từ các tỉnh lân cận như Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng v.v. Nhưng mà tình hình dịch bệnh hiện nay đã khiến cho người dân hạn chế đi lại. Tuy nhiên, vì tình hình thiếu lao động mới chỉ là cục bộ, nên chính quyền một số xã cho biết là hộ nào thiếu nhân công thì xã sẽ tổ chức lực lượng xuống tận nhà để thu hái giúp cho người dân.